Xin chào các bạn, cách đây không lâu Ma Channel đã có một số video hướng dẫn cho các bạn về một số mẹo vặt hay khi sử dụng điện thoại iPhone. Nhưng khi đó chúng ta mới chỉ hay tập trung vào việc tối ưu và điều khiển trên cái mẫu iPhone mới với giá bán còn đang khá cao, mà lại quên mất rằng phần đông người dùng iPhone hiện nay lại tập trung nhiều vào các mẫu iPhone cũ có giá bán thấp như iPhone 5, 5C và 5S đổ lại. Do đó sẽ ít nhiều bạn dùng các mẫu điện thoại này bị cảm thấy bỏ rơi phải không? Không sao cả, bởi Ma Channel luôn luôn hiểu các bạn. Vậy nên trong video này, Ma Channel sẽ cùng với các bạn tìm hiểu một số mẹo hay, mẹo ẩn mà những chiếc iPhone đã có từ lâu, thậm chí là rất lâu, mà cả iPhone 2G cũng có. Vậy những mẹo này là gì? Hãy cùng với Thảo Linh tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi làm sao để xóa số gọi nhầm trong ứng dụng máy tính nhé. Ứng dụng máy tính trên iPhone khá đặc biệt khi mà nó không có nút để bạn xóa số đánh nhầm, nên là bình thường một khi chỉ cần đánh sai một chữ số thôi là bạn đã phải ấn nút C để xóa toàn bộ công thức dài ngoẵng đã gõ ra rồi. Tuy nhiên thì Apple luôn luôn có ẩn ý khi làm như vậy. Thay vì hiển thị dưới dạng một nút chuyên dụng thì công ty đã khá sáng tạo khi nghĩ ra một cách rất thú vị để giúp bạn xóa chữ số đánh sai mà không cần phải xóa toàn bộ cả công thức. Cụ thể bạn chỉ cần vuốt sang phải ở màn hình số để xóa số nhập sai là xong. Mẹo thứ hai là đọc văn bản và sách vào ban đêm không bị mỏi mắt mà không có night shift. Khi Apple giới thiệu hệ điều hành iOS 9.3 vào năm ngoái, công ty đã đề cập tới một tính năng là night shift với mục đích là loại bỏ ánh sáng xanh từ màn hình để bảo vệ cho mắt khi bạn đọc văn bản hay là sách vào ban đêm. Nhưng vấn đề là với những chiếc iPhone cũ hơn thì việc nâng cấp lên các bản iOS mới thực sự là một thảm họa về hiệu năng và tính năng mà khó có thể quay đầu lại. Vậy thì chúng ta có thể làm cách nào để vẫn bảo vệ được mắt vào ban đêm mà không cần đến tính năng night shift? Thực ra thì điều này khá đơn giản. Bạn chỉ có thể kích hoạt chức năng đảo ngược màu sắc là invert color trên màn hình bằng cách gắn nó vào phím home là xong. Cách làm như sau. Đầu tiên bạn mở máy ra và chọn menu setting. Sau đó lựa chọn general. Tiếp theo là accessibility. Lướt xuống cuối cùng thì chúng ta sẽ nhìn thấy accessibility shortcut và chúng ta sẽ chọn vào đây. Cuối cùng bạn chọn nút Invert Color. Ok, như vậy là đã hoàn tất. Bây giờ mình chỉ cần ấn 3 lần phím Home thì các bạn sẽ thấy cái màn hình như ý hiện ra. Ok, và bây giờ mình sẽ ấn lại 3 lần phím Home để nó quay trở lại như ban đầu nhé. Ok, vậy là đã xong. Tiếp theo là hiển thị của 6 con số. Nếu bạn đang chán ngán cái cột sóng vô hồn trên iPhone thì bạn hoàn toàn có thể biến nó thành cột số cho sinh động. Để làm được điều này thì bạn làm như sau. Bước đầu tiên là các bạn mở màn hình quay số và các bạn nhấn phím sao 3001 thăng 12345 thăng sao và nhấn phím gọi. Ở đây nó sẽ hiện lên phần mềm Field Test. Bây giờ bạn nhìn lên trên cột sóng và sẽ thấy nó đã thay đổi bằng một cột số âm. Đây ạ. Đây chính là giá trị chính xác của cường độ sóng mạng mà nơi bạn đang ở. Và bước tiếp theo là mình sẽ giữ phím nguồn để nó hiện lên slide to power off. Nhưng mà đừng có gạt sang phải để tắt máy nhé. Mình sẽ để trong vòng 5 giây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn Cancel và nhấn nút Home để thoát ra ngoài màn hình Home của iPhone. Ok, thế là xong. Từ giờ bạn đã có thể thay đổi kiểu hiển thị sóng mạng từ dạng cột sang dạng số bằng cách ấn vào biểu tượng cột sóng ở trên thanh Status. Cách này có tác dụng là giúp bạn dò được chính xác mức độ sóng ở những nơi có sóng yếu để tìm ra chỗ có sóng di động mạnh hơn. Và thứ tư là khóa vùng nét và vùng sáng khi chụp ảnh. Phân bố vùng nét và vùng điều sáng hợp lý khi chụp ảnh là một điều bạn cần biết và nắm rõ nếu muốn chụp được một bức ảnh đẹp thay vì chỉ giơ lên và chụp đơn thuần. Trên iPhone từ lâu đã tồn tại một tính năng khá hay nhưng ít người biết đến là khóa vùng nét lẫn vùng sáng khi chụp ảnh. Tức camera của bạn sẽ tập trung flash và lấy nét vào vùng được chọn để vùng đó có được lượng chỉ tiêu lớn nhất. Để làm được thì bạn chỉ cần ấn và giữ vài giây trên màn hình ứng dụng camera. Khi đó màn hình máy sẽ hiện lên chữ AE và AF Lock. Sau đó bạn có thể chụp được. Tính năng này cũng làm được khi bạn đang quay phim bằng iPhone. Và cuối cùng là tiết kiệm thời gian khi gọi điện thoại tới tổng đài trả lời tự động. Lấy một ví dụ như này. Bạn đang gọi điện đến một tổng đài trả lời tự động. Đầu tiên là bạn sẽ cần gõ số điện thoại đó ra, bật máy và nghe giọng nói tự động và làm là một hồi. Rồi cho phép bạn lựa chọn thông qua việc ấn số trên bàn phím rồi lại tự động và
nào là tiếp, cho đến khi bạn gặp được đúng nước kỹ thuật viên cần gặp thì đã tốn của bạn cả đống thao tác lẫn thời gian rồi. Dù không biết kết quả của buổi nói chuyện là sao, nhưng như vậy là đã đủ để khiến bạn phải bực mình, nhất là trong một số tình huống khẩn cấp rồi phải không? Khá hay là với iPhone thì bạn chỉ cần làm điều này với một thao tác duy nhất. Cụ thể, lần đầu tiên bạn thực hiện cuộc gọi đến tổng đài, khi có yêu cầu lựa chọn thì khoan hãy chọn số trên bàn phím, mà thay vào đó hãy ấn và giữ nút sao để nó biến thành dấu quẩy, rồi ấn số mà bạn lựa chọn. Kết thúc cuộc gọi, dãy số được lưu lại sẽ có dạng X, Y, Z, v.v. Trong đó X là số điện thoại của tổng đài, Y, Z là các số lựa chọn tiếp theo để gặp được tư vấn viên kỹ thuật mà bạn cần gặp. Giờ thì lần sau bạn có vấn đề tương tự thì cứ gọi lại dãy số trên để gặp được ngay lập tức kỹ thuật viên mà bạn không phải mất công chờ đợi cũng như là tốn nhiều thời gian như trước nữa. Vâng, trên đây là năm mẹo hay iPhone có từ thời cổ đại mà Mark Channel tổng hợp được nhưng lại rất ít người biết. Bởi theo một khảo sát riêng của Mark Channel thì khi hỏi 100 bạn về những mẹo vặt này thì may ra có vài bạn biết được thôi. Còn bạn, bạn có được bao nhiêu mẹo trong số trên? Bạn muốn chia sẻ thêm những mẹo vặt nào hữu ích nữa thì hãy cùng thảo luận với Mark Channel ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.